Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì hôm nay mình mới vừa mua thêm một cái con cá lóc cảnh nữa nha các bạn ha. Một cái dòng mà pháo hoa đốm vàng nha các bạn ha. Bữa thì mình cũng đã nói cho các bạn nghe. Đó thì do bữa giờ mình lo mình test hồ với lại mình đặt cá chưa được các bạn. Thì đến nay mình mới đặt được. Thì người ta mới giao cho mình con cá đó các bạn. Đây nè, con pháo hoa đốm vàng ha. Thì mình cũng đang mình cũng mới vừa bỏ vô để mình ngâm nữa các bạn. Mình ngâm cái con cá để cho nó quen với lại cái nhiệt độ trong cái hồ của mình nha các bạn ha. Đó, đây cái con này thì mình thấy là nó cái size nó to hơn là cái con Anara hôm bữa nha các bạn ha. Size Anara hôm bữa thì nó nhỏ hơn con này. Đó thì cái con này thì cũng giá 99k luôn nha các bạn ha. Đó thì nó bơi qua đây rồi. Đó thì mình ngâm chút xíu khoảng nửa tiếng hoặc tiếng là mình mới lên mình thả nó ra nha các bạn ha. Nè, ủa nó bơi lên trên là đây 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 nó nè bạn. Đó thì mình đưa xuống cái bịch xác xuống hồ bạn. Đó thì pháo hoa đốm vàng thì các bạn thấy trên cái thân nó có mấy cái đốm các bạn. Đó thì size này cũng size nhỏ thôi, khoảng là size 5 thôi, size 5 size 6 gì đó. Đó thì chút xíu nó mình sẽ thả nó ra rồi mình sẽ quay tiếp cho bạn xem ha. Tại bây giờ thì mình cũng mới vừa lấy nhận hàng, mình cũng đang ngâm. Đó, ngâm rồi thì mình sẽ thả nó ra, trong quá trình thì nó cũng sẽ bị nhét nha bạn ha. Đó thì cái này người ta cũng mới giao cho mình đặt thì cũng một hai ngày đó bạn, hai ngày mình đặt hôm qua thì bữa nay tính là hai ngày. Đó thì người ta đã giao cho mình ha. Đó, đây một con pháo hoa đốm vàng. Đó. Nhìn đi cái màu sắc thì cũng khá là ok. Đó thì cái hồ này bữa thì mình đang nuôi cái con Anara bạn, cầu vòng quay xanh đó bạn. Đó thì cũng có mấy bạn comment góp ý cho mình thì nó cái con Anara thì nó thích hợp với phong nền đen á. Đó thì mình đã di dời nó qua cái thùng cái hồ hộp thùng xốp ốp kính đó. Bữa mình có mua mình quay cho bạn xem á, thì mình đã di dời qua bển rồi ha. Đó thì chút nữa mình sẽ quay cho bạn xem cái con đó luôn. Đó thì mình đã để cái hồ này thì mình nuôi cái con pháo hoa đốm vàng này ha. Đó nhưng mà bây giờ thì mình mới nó mới về thì mình cũng đang ngâm nó trong hồ. Đó để chút xíu nó quen với lại cái nhiệt độ thì mình mới thả nó ra, mình quay tiếp cho bạn xem ha. Rồi các bạn ơi, đó thì sau khi được một tiếng các bạn, đó thì mình đã bây giờ mình thả cái con cá lóc ha, con pháo hoa đốm vàng ra nha các bạn ha. Đó. Nãy giờ mình cũng để cho nó quen cái nhiệt độ trong hồ rồi. Cắt cái bịch vậy đấy. Đó. Đó, thì mình sẽ đổ con cá ra nha bạn ha. Nãy giờ cũng tiếng rồi, để về cho nó về nhà mới. Đổ nhẹ nhẹ, đổ cái nước trong cái bịch nó ra luôn để nó quen với lại cái nước trong hồ với nước cũ của nó bạn. Ủa đâu rồi? Rồi, đây. Này. Cá của mình đây, nó đang ở trên này. Để mình quay cho bạn xem cái. Đó, nó đang đứng trên đây nè các bạn. Để mình lấy cái đồ nét cho rõ rõ xíu nha bạn ha. Rồi đây bạn ơi. Đó thì mình để cái cây nó đi tới nè, đó nó đang chạy đằng kia, nó cũng còn mới nên nó chưa có quen gì mấy nha bạn ha. Đó thì như nó chịu kè sao bạn. Đó đây nè, đó pháo hoa đốm vàng nha bạn ha. Đó, đây đó thì nó cũng chưa có quen cái hồ lắm đâu, tại mình mới cũng mới thả ra bạn. Đó nó đang chạy vô kia kìa, đó nó chạy vô kia rồi. Ủa chứ đây thì mình dụ nó ra thử coi, chắc mình nghĩ là nó chưa có dụ được đâu bạn ơi. Này nãy mình cũng quên đi là mình quên cái châm cái nước vô trong cái bịch chút xíu, mình quên xé bịch ra bạn. Đó đây nè, đó nãy mình quên châm chút xíu nước vô để mình sợ nó lạ nước bạn. Đó còn nó chạy sang kia là cá mới các bạn ơi. Đó thôi thì mình để cho nó quen cái hồ chút xíu đi thì mình sẽ quay tiếp lại cho bạn xem ha. Bây giờ mình đi quay cái con underground cầu vòng vây xanh lại cho bạn xem cái nha. Chút xíu nếu con này nó quen đi thì mình quay cho bạn xem ha. Rồi các bạn ơi, đó thì đây là cái con underground ha, cầu vòng vây xanh nha các bạn. Đó thì mình cũng đã di dời nó qua cái hồ này được mới có 2 ngày đó các bạn. Đó thì bữa bên cái hồ kia thì cái màu nó lên cũng đẹp lắm. Đó nhưng mà có mấy bạn góp ý cho mình thì cái con này thích hợp với lại phong nền đen á. Đó thì mình mới di dời nó qua cái thùng xốp ốp kính này nè các bạn. Đó nên cái màu nó bị tuột hết chút một ít ha. Đó nhưng mà mình thấy cái kỳ nó cũng vẫn còn xanh các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà nó không bằng, nó đẹp bằng mấy con mấy hôm trước nha bạn ha. Đó thì kệ, mình cứ để bên đây mình dưỡng nó tiếp thêm nữa thời gian nữa nha bạn ha. Tại vì mới có 2 ngày thôi. Tại cái thùng này bữa mình bỏ vô cái nước á, mình test mình cứ sợ là cái sơn nó ra cái mùi hôi bạn. Đó thì có ảnh hưởng tới cá của mình á, thì mình cứ đổ đi, mình bỏ nước vô cái khác mình làm tới 3 lần luôn bạn, mình ngâm 3 ngày luôn. Đó cứ một ngày mình bỏ hết cái mình bỏ nước mới cho mình ngâm ha, mình ngâm rồi bắt đầu qua ngày hôm sau cái mình tiếp tục nữa, mình làm 3 lần như vậy bạn. Đó thì cái nước thứ tư mình mới sử dụng được cái con cá của mình. Đó như lại mình chăm vô một ít nước lá bàn, nước lá bàn nó thích hợp với lại cá lóc bạn, lóc cảnh á.
đó thì mình mới để vô cái con cá mình nó qua đó, các bạn thấy nó cũng cũng tăng động các bạn đó, nhưng mà nó không hăng bằng mấy bữa bạn đó. Đó với lại cái bụng nó cũng hơi no no, tại nó nhóc mình nó cho ăn cám rồi các bạn ơi, nó nhóc nó cho ăn cám rồi đó. Ở quên đó, mình có mua một thêm một cái bịch cám nữa bạn, cám này nè bạn, cám này nè, cám mà nó lên màu màu cho cái con cá lóc mà màu xanh đó bạn, đó đây đó bạn, đó nhóc mình nó mua bạn, cái hạt nhỏ 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 mà đâu cái hạt đâu ta, đây hạt cám nó nhỏ nhỏ vậy nè, để mình lấy cái nhíp mình gấp cho bạn xem, nhíp mình bỏ đầu ta, đây nè bạn, nó cám nhỏ xíu vậy nè bạn, đó đó mình bỏ vô là cái con cá nó ăn các bạn đó. Nhưng mà mấy thằng thấy cái bụng no nè, đó bụng nó no rồi là nãy nhóc mình đã cho ăn rồi các bạn đó. Thì cái phong nền đen này nó thích hợp với lại cái con underground này ha, cầu vòng vây xanh đó. Thì các bạn comment, mấy bạn comment cho mình, chia sẻ cho mình đó, thì mình mới làm theo ý của các bạn ha. Mình bỏ qua đây đó, mình di về nó qua đây đó, thì mình cũng cảm ơn các bạn đã comment góp ý thêm cho mình ha, chia sẻ thêm cho mình kinh nghiệm ha. Vì cái con underground này thì cái cầu vòng vây xanh này thì nó thích hợp với phong nền đen thì nó sẽ lên cái màu đậm hơn đó. Còn cái con pháo hoa đốm vàng hồi nãy á, thì nó thích hợp với phong nền trắng ha, thì mình mới bỏ vô cái hồ cũ của con này. Các bạn thấy nó tăng động nó chạy đó, thì mình mới về cái con này qua đây ha, mình nuôi. Là kích thước của con pháo hoa đốm vàng thì nó cũng to hơn cái con underground này chút xíu các bạn. Cái con này thì max size nó, con underground này max size nó khoảng chừng 15 tới 18 thôi đó. Còn cái con pháo hoa đốm vàng thì max size nó tới 20 lần đó, nên nó thích hợp, cái con này thích hợp với lại cái thùng xốp ốp kính này đó, cũng đẹp mày. Mình không dám cho ăn nữa bạn ơi, mình bụng nó no nè bạn, cái mấy cái nhỏ mình không dám cho nó ăn nhiều, ăn nhiều nó khó tiêu bạn, nó sẽ bị tẹo bạn đó. Con này bữa mình cũng mua 99k bạn, nhưng mà cái size nó là size 4 size 5 ha. Còn cái con pháo hoa đốm vàng nãy là size 5 size 6 đó, thì mình cũng mua ở một chỗ, ở một chỗ thôi, một shop thôi bạn đó. Mình có liên hệ với shop ở trên TikTok á, TikTok shop các bạn đó. Mình mua về mình quay cho bạn xem nè, tại cũng có nhiều bạn kêu mình nuôi lại cái lóc cảnh á, thì hôm nay mình mới nuôi được hai dòng ha đó. Thì bạn nào thích, bạn nào có biết về mấy dòng cá lóc cảnh nào mà size nhỏ nhỏ, mắt size nhỏ nhỏ bạn, khoảng chừng 20 đổ lại đó, hoặc là 25 xăng đây đó, thì bạn comment chia sẻ cho mình ha, những cái dòng đó thì mình sẽ tìm hiểu trước ha, trước khi mình mua về mình nuôi nha bạn ha. Đó, còn đây là cái con underground cầu vòng vây xanh đó, do mình mới di chuyển nó qua đây thì nó hơi nhút nhát xíu bạn, nó không có hăng. Bữa mình để tay cho nó kè luôn bạn, là mình để cái cây này nè bạn, nó dí theo luôn bạn thôi, nhưng mà hôm nay nó nhút nhát này bạn thấy đó nó chạy trong kia đó. Thôi thì bây giờ mình tiếp tục ha, mình quay cái con pháo hoa đốm vàng bữa nay mình mới mua được ha, cho bạn xem luôn nha. Cái con anh ra cầu vòng vây xanh này, để hôm nào thì nó dạng lại thì mình cập nhật lại cho bạn xem ha, tại vì nó mới qua cái hồ này được mới 2 ngày thôi đó. Thôi thì mình sẽ di chuyển tới cái hồ cũ mình quay cho bạn xem nha. Rồi các bạn ơi, đó thì đây là cái con pháo hoa đốm vàng nha các bạn ha. Đó thì nãy mình có quay cho bạn xem á, thì mình thấy cái con này nó không giống như cái con underground hôm bữa mình mới mua về bạn. Con underground bữa mình mới mua về thì nó tăng động lắm bạn, còn con này thì nó hơi nhút nhát bạn. Lúc hồi nãy thì mình mới đổ vô thì mình thấy nó bơi tới bơi lui, nhưng mà khi mình quay cái con underground rồi thì mình thấy nó đang núp nè bạn, đang núp sau lưng cái cục đá nè đó, đang núp sau lưng cục đá đó bạn đó. Cái con pháo hoa đốm vàng này thì cái size nó bự hơn cái con underground bữa mình mua ha bạn ha. Đó nó bơi ra nè bạn. Đó, đây nè, nó hơi nhút nhát xíu nha, tại vì ngày đầu tiên nó về các bạn. Đó rồi nó trốn vô cái gần cái cục lọc video kìa. Đó nó chui chỏng rồi kìa. Đó, thì cái mình nghĩ chắc cái ngày đầu nó mới về thì nó cũng còn hơi nhút nhát ha, để mình phải thuần nó lại bạn, mình huấn luyện nó lại nha. Đó, vì cái con này nó cũng size nhỏ. Đó, thì cái màu sắc của nó thì nó đang nhát á, mình cũng chưa có biết được phân biệt được cái màu sắc nó đẹp hay không ha. Nhưng mà nãy lúc đầu thì mình mới đổ ra thì mình thành thấy trên người nó có những cái đốm đốm bạn. Đó, nhưng mà đốm đen đen chứ chưa phải đốm vàng. Đó thì mình để mình nuôi một thời gian thử coi thì cái con này nó có bung lụa hay không. Nhưng mà mình thấy cái tay bơi nó, các bạn thấy nó có vàng cũng khá là đẹp nè bạn. Đó mình chưa dám tương tác nó nhiều bạn, tương tác nó nhiều sợ nó nhảy, nó quảng, nó nhảy ra bạn, nó chạy. Đó thì nó ra đây nè bạn. Đó bạn thấy trên cái người nó có những cái đốm ha. Đó, nhưng mà đốm chưa có vàng, khi nào nó lớn thì đốm nó mới vàng bạn. Nó kêu là pháo hoa đốm vàng thì nó sẽ có nhiều cái phần đốm. Đó
đó bạn thấy không? Đó nè, đó nhiều cái đốm 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 đen 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 chấm 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 bạn thấy không? Đó nhìn cũng cũng được các bạn ha. Đó nhưng mà để mình nuôi một thời gian coi cái màu sắc nó có lên hay không. Nhưng mà cái con Anara bữa mình mới mua về thì mình thấy cái màu nó lên xanh cũng đẹp lắm bạn. Còn con này thì cái màu nó hơi trắng ha. Cái phần kỳ của nó cũng hơi hơi trắng. Nó được cái phần tay bơi là sọc sọc nhìn cũng cũng được ha. Đó thì con này này cũng giá là 99k luôn bạn. Đó mình mua cũng hai con cũng chung một cái shop thôi. Đó. Nó để mình huấn luyện nó lại ha, để mình cho nó nhịn đói ngày hôm nay đi. Tại cá mới về các bạn. Đó bắt đầu qua ngày mai bắt đầu mình sẽ nhào nhử thức ăn, mình tập cho nó từ từ rồi nó dí nó chạy theo thức ăn bạn. Đó đó mình mới thuần nó sao ha. Thì cái lóc cảnh mà tại con nào cũng phải thuần nó lại bạn. Đó giống như con Andra của mình nãy mấy ngày kia thì nó hăng lắm, khi mà mình về qua cái hồ mới thì nó là nó nhát lời bớt các bạn. Đó thôi kệ, mình cứ tắt mình phải tắt đèn cho nó im. Nó nghỉ ngơi ha bạn ha. Đó là thì cái video hôm nay ha là mình tiếp tục mình mua thêm một chồng cá lóc cảnh nữa ha, một con pháo hoa đốm vàng ha. Máy bay đã bay ngang hơi ổn xíu, các bạn chờ mình xíu nha. Đó thì mình mua thêm một cái dòng cá lóc cảnh nữa ha, pháo hoa đốm vàng ha. Đó thì bữa mình cũng có nói với bạn là mình đang có dự định mình chơi lại những dòng cá lóc cảnh ha. Đó thì mình có đây là cái con này con thứ hai ha, để mình mới mua về ha. Đó là bữa mình mua cái con anh được rau cầu vòng vây xanh. Đó thì hiện nay là cái con này pháo hoa đốm vàng thì mình đã có hai con. Đó thì bạn nào biết về những cái dòng nào mà xây cái nó lớn lên nó max size nó khoảng chừng mười mấy 20 cm bạn, đó thì bạn comment chia sẻ thêm cho mình ha. Đó chứ mình chưa có dự định mình nuôi những cái dòng có kích thước to ha, tại nhà mình hơi nhỏ nên mình có chỗ để cái hồ cá to bạn. Đó mình chỉ có những cái chỗ kích thước nhỏ thôi, mình để những hồ nhỏ gì nè. Đó để nuôi mấy con pháo hoa đốm vàng nữa bạn. Đó nó đâu rồi, nó lên đây đây. Đó nhìn cũng dễ thương ha bạn ha. Đó thì bạn nào thích về góc cảnh thì bạn cứ comment cho mình biết ha, thì mình sẽ thường xuyên mình quay về cái góc cảnh cho bạn xem ha. Đó thôi thì tại cái con này cũng mới về thì mình để mình tắt đèn mình cho nó nghỉ ha. Đó mình xin kết thúc video từ đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn coi video mình nha. Các bạn coi video hay các bạn cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.